Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Trước mặt các bác đây là hai con đẩy của thương hiệu Po, có tên là M4 và một con là M6 các bác nhé. Điều đặc biệt của dòng đẩy này là chạy mạch Class TD, một trong những cái dòng đẩy gọi là rất chi là sốt hiện nay trên thị trường. Thì cũng đã rất lâu, thực sự là rất lâu bên em mới nhập được một lô đẩy mạch Class TD như thế này. Đấy. Đối với những cái dòng đẩy mạch Class TD hiện nay là một trong những cái dòng đẩy phải nói rằng hiệu suất cực kỳ là cao, hiệu suất cao và tiếng rất là hay, cực hay luôn và độ ổn định rất lớn. Hiện nay bên em đang phân phối rất nhiều các cái sản phẩm chạy mạch Class TD của hãng DL Cotec. Hiện nay là hãng DL Cotec có rất nhiều các cái dòng đẩy chạy mạch Class TD các bác nhé, mạch Class TD. Thì những cái dòng mạch Class TD này thì phải nói là một trong những cái dòng đẩy trâu, phải nói là trâu độ ổn định cực kỳ là cao. Chính vì được chạy cái dòng mạch này cho nên mà dòng đẩy mạch Class TD của hãng DE mà bên ông phân phối là một trong những cái hãng duy nhất trên thị trường là được bảo hành 2 năm cho các bác nhé, được bảo hành 2 năm. Thì trở lại với cái con đẩy ngày hôm nay. Con đẩy ngày hôm nay thì trước bên này là con đẩy có thương hiệu là M4 và bên này là con đẩy có thương hiệu là M6 các bác nhé. Thì hai con này nó có công suất nó chênh lệch nhau một chút. Cái con M4 này có công suất là 600W một kênh và con M6 này có công suất là 800W một kênh các bác nhé. Đấy. Đây bây giờ em sẽ đi chi tiết cái phần nội thất của con đẩy này cho các bác xem. Thứ nhất thì các bác đã thấy đây rằng đây là cái dòng đáy của nó là được thiết kế bằng mặt là mặt phay nhôm các bác nhé. Đấy, logo của thương hiệu Po là được in ngay đây và đây là tên model, công tắc nguồn nằm bên này. Ở bên này nó có hai cái nút nguồn, đấy. Hai cái nút mà volume to nhỏ đây, nó thiết kế là hình dẹt đấy, dẹt nhìn rất là đẹp các bác nhé, nhìn rất thời thượng luôn. Nó không phải nút hình tròn giống như chúng ta thường thấy, đây là nút nó có vát hai bên, này khá là đẹp. Dãy đèn quắc nằm ở giữa, đèn nguồn nằm ở giữa đây và hai bên là dãy đèn quắc, đèn clip. Đây chúng ta lưu ý là khi nào mà đẩy mà nó hiện cái đèn đỏ này là chúng ta là đẩy đang bị lỗi nhé, hoặc là đẩy đang nguy hiểm, tức là báo nguy hiểm là đến công suất hoặc là đẩy đang quá tải thì nó sẽ hiện cái đèn này lên, cái dãy đèn đỏ này nhé. Thì về nội thất của nó, thì hai con đẩy này về mạch công suất là giống nhau. Đây em sẽ xem cho các bác xem. Nó giống nhau toàn bộ luôn, cả toàn về mạch công suất đây. Số lượng sò đây, hai hoa sen là mạch giống nhau đấy. Tuy nhiên là nó sẽ khác nhau là cái phần nguồn và cái phần tụ lọc nguồn một chút. Thì nó sẽ khác nhau. Con này là 600W thì nguồn nó sẽ bé hơn một chút. Con này 800W thì nguồn nó sẽ lớn hơn. Đấy. Nguồn ở đây thì các bác biết là nguồn đồng nghìn đồng xịn các bác nhá, hàng nguyên đồng xịn luôn. Đấy. Thì ở đây là nó có hai cái bo công suất đây, cái bo công suất em đang tháo luôn một cái con bo này ra cho các bác xem. Điểm đặc trưng của mạch Class TD thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất là nó sẽ có những cái cuộn cảm như thế này, đấy những cái cuộn như thế này là mới là có cả mạch là Class TD đấy. Các bác cứ để ý rằng những cái dòng đẩy nào mà nó có những cái cuộn như thế này là chúng ta nên mua đấy, đèo mà chúng ta gọi là dễ nhận biết nhất. Các bác không cần nhìn bo mạch như thế nào cả. Đấy, các bác chỉ cần nhìn hai cuộn này là các bác tất cả những cái dòng đẩy mà nó có hai cuộn, nó có các cái cuộn mà cảm như thế này là những cái dòng đẩy mạch Class đẩy cao hết. Đấy. Về mạch của nó thì đây chúng ta thấy là nó có hai cái bo công suất riêng biệt, đấy, hai kênh, đây là một kênh và dưới này là một kênh, đấy, riêng biệt luôn, hai kênh. Và cái bo này thì nói chung là khi mà chúng ta sửa chữa thì rất là dễ tháo lắp, đấy, nó có một cái bo nhỏ thế này thôi. Hiện nay là những cái dòng đẩy đời mới nó làm theo kiểu là chúng ta gọi là module, tức là bốn kênh thì nó ghép bốn mảng này vào, hai kênh là nó ghép hai mảng này vào đấy, và chúng ta chỉ việc là khi mà có sửa chữa gì chúng ta lấy đúng cái mảng bị lỗi là chúng ta sửa chữa và thay thế, rất chi là tiện mà nhờ chi là thay thế luôn. Cái mảng này không biết là em nghĩ là hiện nay là cũng có hàng mới trên thị trường hoặc là sang Trung Quốc đặt nguyên cái mảng như thế này là có luôn đấy, nó rất chi là tiện. Thì về linh kiện của nó thì các bác biết là thấy là nhìn cái mạch của nó chào thấy là khá là chất lượng. Tụ của nó toàn bộ là dùng là tụ nhôm đấy, chúng ta thấy là tất cả những con tụ nhôm đấy, đây tụ nhôm có thấy con chở này, toàn bộ những cái linh kiện của nó, tụ gốm tụ sứ của nó là rất chi là xịn đấy. Toàn bộ cái mạch của nó là mạch hai tầng đấy, đấy.
Đấy, chúng ta thấy là nó không giống như mạch thường, chúng ta là chỉ có là mạch một bên, như cái con này nó cả hai bên đấy, mặt trước mặt sau đều có là mạch hết đấy, mạch giống như kiểu là mạch vi tính nhé. Đấy. Đấy. Đây là cái phần tản nhiệt của nó. Về chạy xòa thì cái điểm đặc trưng của mạch Class TD chúng ta thấy là nó sẽ là chạy rất ít xòa, như con này là mỗi bên nó sẽ chạy là 8 xòa đấy, 8 xòa đấy. Đấy. Tức là mỗi kênh là 8 xòa, và ngoài ra nó sẽ có hai con MOSFET đây, hai con này với là cái con đánh giá con này. Hai con MOSFET đây là hai con này với là khỏe này. 8 xòa và hai con MOSFET đây để bù áp. Đấy. Mạch Class TD là phải có MOSFET các bác nhá, không có MOSFET thì là không phải mạch Class TD. Đấy. Và chúng ta nhận thấy rằng là con này nhá, hai con MOSFET này nó đã khỏe gần bằng 8 con sò này rồi. Đấy, các bác biết ạ. Mà thậm chí là hai con này khi mà có hư hỏng mà các bác mua những cái con MOSFET của nó đắt không hề rẻ một chút nào. MOSFET này rất đắt các bác nhá. Một con này rơi 150 ngàn một con này đấy. Các bác mua hết cả mấy con tụ này, mấy con sò này chưa, cũng chỉ bằng tiền hai con MOSFET này thôi. Đấy. Giờ các bác biết là đặc biệt là MOSFET là rất chi là khỏe, tiếng hay. Những cái mạch như Class D hiện nay là nó chủ yếu nó chạy MOSFET. Đấy. Đấy. Đấy, các bác xem lại cái bo của nó nhá. Thì hai con này thì bo mạch nó giống nhau, không khác nhau gì cả bác. Bo mạch giống y chang nhau, chỉ khác mỗi phần nguồn thôi. Hai con này em chỉ tháo. Cái con này thì nó nguồn bé hơn và con này nguồn nó lớn hơn một chút. Đấy. Và đây là cái bo đằng cuối, này là cái bo của nó là bo tín hiệu vào. Đây chúng ta lại bo tín hiệu vào đây. Đấy, bo này. Đấy. Nó có cũng có cộn lọc nguồn này, đấy, lọc nguồn này. Đây là bo tín hiệu ra. Đấy, tín hiệu ra. Đây cái bo này tín hiệu ra, đây là tín hiệu cắm tín hiệu vào này. Bo này bo đây là bo, em xin lỗi, cái bo này em nói là cái bo nguồn nguồn vào. Đấy, điện nó vào sẽ cấp cho cái bo này. Đấy, về phía sau của nó. Phía sau của nó các bác nhá. Phía sau của nó thì nó chạm loa của nó, đây là hai cái này thì là đây là jack điều chỉnh, loa ra là dùng jack điều chỉnh hết nhá. Lưu ý các bác là chỉ đấu phải đấu đúng jack điều chỉnh của nó mới ra các bác nhá, đấu đúng nhá. Vì là trong cái jack điều chỉnh các bác tháo là nó sẽ có bốn chân. Các bác đấu 2 cộng 2 trừ hoặc là 1 cộng 2 cộng nó sẽ chập. Đấy, nó sẽ không ra. Các bác phải đấu đúng 1 cộng 1 trừ mới ra nhá. Đây là cái lỗ tín hiệu vào và lỗ tín hiệu ra. Cái này là để link sang một cái đấy nữa. Cái lỗ này là gọi là lỗ link, còn cái này là tín hiệu vào. Đấy các bạn. Đấy. Còn đây thì nó cũng có những cái cổng như là varia, normo nó bình thường thôi. Đấy, và cái này là cái gain, tăng giảm gain. Đấy. Ví dụ như là chúng ta nhận ra thì nó sẽ tăng thêm 40 gain, tức là nhận vào thì nó sẽ là 32 gain, tức là to nhỏ, to hơn hoặc nhỏ hơn. Đấy. Thì đối với cái con đẩy này công suất như thế này thì các bác đánh được những cái loa nào? Đấy. Thì cái con đẩy mà TM4 này thì các bác có thể đánh được hai cặp full 30. Đấy, full 50 ok nhá. Tất cả những cái karaoke gia đình các bác nào đánh được full 40 con 76 con này cũng chiến luôn. Đấy. Hai cặp phone 30 hoặc là cặp phone 40 con 76 nhé. Còn con M16 này thì các bác có thể đánh cả hai cặp phone 40 ok, phone đôi, đó là phone đôi 40, phone 30 ok, thậm chí là đánh các bác đánh súp 50 ok. Đấy, con này là công suất thoải mái luôn, để các bác ghép thoải mái bất kỳ những cái loa nào các bác đang dùng ở gia đình mình. Thì một cái điều lưu ý trước khi các bác mua con đẩy này thì chúng ta đấu nối, là chúng ta đấu nối làm sao để cho cái kháng trở của nó không được dưới 4 ohm anh nhé. Dưới 4 ohm là đẩy nó rơi vào cái trạng thái nó sẽ là nguy hiểm. Đấy, em hay dùng là nguy hiểm. Thì là vì kháng trở nó xuống thấp. Đấy. Cho nên mà những cái đẩy dù có bé, lớn, có 1.000, 2.000 watt gì nữa thì các bác cũng chỉ đấu cho em là mỗi một bên là hai chiếc loa. Hai chiếc loa không được đấu nhiều hơn. Đấu nhiều hơn là các bác sẽ đấu loa nó dưới 4 ohm. Nếu như loa 4 ohm thì các bác chỉ được đấu một chiếc một bên thôi. Còn loa 8 ohm thì các bác được đấu hai chiếc. Những cái này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với bên em, số điện thoại của em để em tư vấn cho, để cho các bác ghép cho nó chuẩn, tránh trường hợp là các bác ghép nhiều loa quá. Những các bác cứ nghĩ là những cái loa nó nhỏ nhỏ xíu thế này các bác ghép vào một con đẩy khỏe là ô thoải mái, như thế là nó rơi vào cái tình trạng là sẽ bị cháy đẩy. Chúng ta tưởng tượng giống như là chúng ta nối hai cái cực dương và cực âm của con đẩy lại với nhau, công suất thì nối dư, em khẳng định là dư, tuy nhiên là kháng trở thì là không đủ, tức là kháng trở thấp quá thì nó gây là bị cháy cục đẩy. Đấy, đó là chúng ta lưu ý như thế nhá. Và điều cuối cùng nữa em, trước khi kết thúc video này thì con đẩy này em sẽ bán cho các bác với giá là bao nhiêu, giá bao nhiêu các bác nào quan tâm ạ. Thì xin nói luôn, đối với cái con đẩy M4 này em sẽ bán cho các bác là giá là 4.500.000 đồng một con bác nhá, công suất là 600W một kênh. Đấy. Và cái con đẩy M6 này thì
sẽ có giá là 5 triệu đồng một con đấy, tức là nó chênh lệch nhau là 500 ngàn đồng một con đấy. Bác nào lấy con nào thì liên hệ với cửa hàng bên em, hai mẫu này là như nhau, chỉ khác nhau về công suất hai bác nhá. Và em xin kết thúc video tại đây nhé, xin chào hẹn gặp lại tất cả các bác nhé. Một điều nữa rằng là hàng này sẽ được bảo hành cho các bác trong vòng 3 tháng nhá, 3 tháng các bác nhá, yên tâm các bác xài nhé. Vâng, xin chào hẹn gặp lại các bác nhé.